Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì cũng lâu rồi mình chưa làm video hướng dẫn cho anh em. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại một bài video hướng dẫn cho anh em về cái việc là mở rộng home đồ cá nhân cũng như là rương đồ một cách miễn phí, không phải tốn Bitcoin. Thì cách thông thường mà chúng ta sử dụng khi mà mở một cái rương đồ đây, ví dụ như home đồ của mình này không thể mở được, anh em thấy không? Và rương đồ của chúng ta ở đây. Đây, rương đồ của chúng ta không thể mở được, expanded, chúng ta không thể mở ra. Và cách thông thường của chúng ta để có thể mở là chúng ta phải nhấn eShop. Đây, eShop và chọn mục special item. Và chúng ta mua hai cái vật phẩm này, cái Valor Expansion để chúng ta có thể mở rộng rương đồ, và cái Magic Packet để chúng ta có thể mở rộng được là home đồ cá nhân. Và việc mở hai cái home đồ cá nhân mang theo người và một cái bao expansion là rương đồ này thì tiêu tốn của chúng ta khoảng 500 Bitcoin. Thì để tránh cái hiện tượng mà tốn quá nhiều tiền vào Bitcoin vào mua những thứ như vậy, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cách, đó chính là làm nhiệm vụ và nhận hai vật phẩm đó một cách hoàn toàn miễn phí. Và nhân tiện đây mình sẽ cũng chỉ cho anh em cách nhận win 1 free, không phải mất một đồng nào hết. Anh em nhấn eShop và chuyển qua mục Gbon cho mình, sau đó anh em mua win với giá là 0 Gbon. Đây, chọn buy, ok. Và sử dụng nó. Ok. Bây giờ chúng ta nhấn V lên và chúng ta sẽ nhận một cái được một cái win 1, anh em thấy không? Đây, một cái win 1. Rồi. Đối với nhân vật app của mình ngày hôm nay thì làm nhiệm vụ tất nhiên là phải đi giết quái, mà giết quái thì tất nhiên phải có vũ khí mới giết được, chứ nhân vật book của chúng ta là không thể giết, phải không? Thì mình sẽ mua cho em nó một cái cung, đây một cái cung và một cái nọ, một cái cung tên và một cái mũi tên. Rồi, cách làm nhiệm vụ như thế nào? Thì nhiệm vụ của mình chỉ là phải đi tìm cả con nhân vật có nhiệm vụ mở rương có tên là Wattkai gì đấy. Thì nó sẽ xuất hiện một trong bốn map là Loren này, Noria, Daviat và Atlan. Bốn map này nhé. Thì hiện tại mình đang ở Noria ở đây và không thấy con nhân vật NPC của chúng ta, thì chúng ta di chuyển sang Lorencia và chúng ta di chuyển đến cái góc bên trái của màn hình. Anh em cứ việc đi theo mình sẽ chỉ các vị trí anh em nó xuất hiện cho anh em luôn. Rồi, bình thường em nó sẽ ở đây nữa, là vị trí số 2. Vị trí thứ 3 là ở map Atlan. Đây, anh em đi đến ở đây. Nếu như không có, cuối cùng chúng ta sẽ di chuyển đến map Daviat. Đây, đây là con nhân vật NPC mà chúng ta cần phải làm nhiệm vụ. Sau khi mà anh em tìm được nhân vật này thì anh em chỉ cần nhấn vào tôi muốn làm một cái nhiệm vụ. Đây, nhiệm vụ đầu tiên là asset view này. Ở nhiệm vụ này thì chúng ta chỉ cần việc nhấn Z và Accept. Thì sau khi làm như vậy thì nó yêu cầu chúng ta đi diệt một con là Dark Knight, và nó sẽ xuất hiện ở các map cao của Lord Tower. Và sau đó chúng ta sẽ nhận một vật phẩm có tên là Asian Status mang về và trả cho nó, thì chúng ta sẽ có được một cái mở rương nhé. Một cái mở rương nhé. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển. Và theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta chỉ cần di chuyển đến map Lord 6. À, anh em đi để lót sau. Để anh em đợi tí mình sẽ cài lại skill để em nó có thể sử dụng. Ok. Sau khi anh em di chuyển đến map 6 thì anh em bật tab lên và di chuyển đến vị trí spot như trên màn hình của mình. Rồi, chúng ta nhấn auto. Rồi, chúng ta cài lại skill cho em nó đánh. Ok chưa? Rồi, việc chúng ta là cần phải nhận một cái Asian Status và để xem mất bao nhiêu lâu chúng ta có thể nhận được nhiệm vụ đó. Đấy, anh em thấy không?
ta sẽ phải giết quái. Nhiệt có nhân vật có tên là Dark Knight này nha nhé. Dark Knight. Có nhiều anh em rất là may mắn lên giết một hai con quái là có thể nhận được cái Asian này rồi, nhưng có một số anh em giống như mình này, hiện tại farm gần 1 phút rồi mà vẫn chưa thấy vật phẩm rơi ra. Rồi chúng ta sẽ phải đợi. Có một cách khác khi mà anh em muốn treo máy và nhận được vật phẩm này thì anh em chỉ cần việc nhấn Z và thêm cái vật phẩm đó vào trong cái mục anh em chọn vào mục Add Item là thêm cái vật phẩm mở rộng. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi là Status. Rồi thêm nó vào đây thì là Status này và Save. Như vậy thì app của chúng ta sẽ vừa bắn và nếu như có vật phẩm đó rơi ra thì chúng ta nó sẽ tự nhặt cho anh em luôn. Tại cái việc anh em ngồi canh mà để khi mà nó rơi anh em chuyển sang màn hình làm việc khác và không để ý thì nó trôi qua cái vật phẩm đó thì chúng ta phải sẽ phải là giết lại từ đầu, rất là mất thời gian. Như vậy là chúng ta vừa nhặt được một cái cho đây nha. Như vậy là chúng ta vừa nhặt được một cái Asian status và nhiệm vụ chúng ta là quay trở về lại cái map mà NPC xuất hiện và trả nhiệm vụ đó. Đây. Đúng rồi, đây NPC của chúng ta đây. Rồi. Đã complete nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được một cái vật phẩm đây, gọi là Valor Extension. Nó giống như ý trang nhật phẩm trong eShop. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã nhận free bằng cách đi làm nhiệm vụ nha anh em. Rồi tiếp tục chúng ta quay trở lại với NPC và làm tiếp nhiệm vụ thứ hai để có thể mở được cái phòng đồ cá nhân. Rồi ở nhiệm vụ này chúng ta sẽ phải đi giết con Sliver Vakari ở map Atlant 3. Thì con này là con quái bạc bắn cung và yêu cầu chúng ta là nhận một cái magic cloth. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gõ thêm vào một vật phẩm mới, đó là cloth đấy hoặc là magic đó. Magic nha nhé, đây hai chữ này anh em nhấn shift lại và chúng ta di chuyển đến map Atlant 3. Ở đây mình sẽ chỉ cho anh em một cái vị trí săn. Đây anh em di chuyển theo mình đi xuống. Ôi khá là tốt. Rồi mình sử dụng skill boost để xóa hiệu ứng. Rồi loại bỏ hiệu ứng. Mình bị dính băng khá là nhiều. Đây thì vị trí spot của cái con Sliver Valkyrie này. Rồi anh em đứng ở đây và nhấn auto. Đấy. Rồi, Magic Cloth, anh em thấy không? Chúng ta vừa nhận tiếp vật phẩm thứ hai. Magic Cloth. Rồi, sau khi nhận được, chúng ta tiếp tục quay trở về lại với Davia, quay trở về lại với NPC thân yêu của chúng ta. Ở phía dưới này nhé, em đi xuống. À đây đây đây. Chúng ta là nó sẽ phải xuất hiện ở đây, nhưng mà bây giờ nó đã di chuyển sang map khác thì chúng ta sẽ phải đi tìm. Hôm nay là
Mình sẽ di chuyển xuống Atlant thử xem. Rồi không có luôn này anh em. Tiếp tục di chuyển qua Noria. Hy vọng là Noria có. Ta sẽ không cần phải di chuyển qua Loren. Rồi đây. Đây là nhân vật NPC của chúng ta. Ok. Rồi như vậy chúng ta đã nhận thêm được một vật phẩm có tên là Magis Badge. Anh em thấy không? Cái vật phẩm này sẽ giúp chúng ta mở rộng cái rương đồ cá nhân của chúng ta thêm được 32 ô nữa. Đó là một nửa cái rương này. Tiếp tục chúng ta nhận tiếp nhiệm vụ cuối cùng để mở nốt rương còn lại. Rồi ở nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ phải đi farm một cái gọi là rune cloth, và chúng ta có thể nhận được nó từ cái con quái là Aquamod có ở map Icarus, và quay trở về lại trả cho nhân vật NPC thì chúng ta sẽ nhận được phần quà là một cái mở rộng rương đồ cá nhân. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển nhân vật chúng ta đến map Icarus. Đây. Chết. Rồi. Như vậy là chúng ta đã nhặt được cái vật phẩm cuối cùng của nhiệm vụ. Đó chính là cái rune cloth này. Sau khi nhặt xong thì chúng ta sẽ quay trở về lại map mà chúng ta đã nhận nhiệm vụ, hoặc là đi tìm NPC. Mình sẽ quay lại map Lorentia xem. Đâu rồi? NPC của chúng ta đâu? Hy vọng là em nó không di chuyển. Đây. Rồi trả nhiệm vụ. Tinh. Như vậy là chúng ta đã nhận được ba vật phẩm đây. Đây chỉ là ba vật phẩm sau khi chúng ta hoàn thành ba cái nhiệm vụ. Em thấy không? Một cái mở rộng rước đồ và hai cái mở rộng hộp đồ cá nhân. Thì cách mở như thế nào và hoạt động của em nó ra làm sao thì anh em sẽ cùng mình làm ngay bây giờ luôn nha nhé. Mình sẽ di chuyển về cái rước đồ để mình cho anh em thấy. Anh em thấy lần nữa này, đây extension của chúng ta không được mở ra, em thấy chưa? Và rương đồ cá nhân của chúng ta chỉ là 64 ô, nghĩa là hai chia đôi ra là 8 nhân 4 32 đây. Bây giờ nhấn chuột phải vào Valor này. Ok, tiếp tục nhấn chuột phải vào Magic Page. Ok, tiếp tục Magic Page Page. Rồi nhưng mà anh em thấy không, vẫn chưa thể mở được, thấy chưa? Vẫn chưa thể mở được. Tiếp tục anh em làm một bước này cho mình, anh em có thể đổi lại tài khoản hoặc là đổi lại nhân vật, sau đó đăng nhập nhân vật lại và chúng ta sẽ tận hưởng thành quả. Rồi chúng ta sẽ chọn lại nhân vật. Ok, đây thành quả của chúng ta đây nha nhé. Hai cái rương đồ, hai cái rương đồ cá nhân mang theo và một cái hòm đồ đấy. Expedition đây. Bây giờ chúng ta đã mở thêm được một cái rương ô này nữa. Và ngoài ra ở trong server của mình cũng như một số server của IGNC thì chúng ta có thể mở lên đến tận 8 rương. 8 rương ở đây thì làm sao thì mở. Anh em sẽ sử dụng một số lệnh sau: xuyệt, warre, cách không, hoặc xuyệt warre cách không, xuyệt warre cách một, xuyệt qua đây cách đây cách hai nhé nhé, và xuyệt qua đây cách 3 và xuyệt qua đây cách 4. Đúng ra là chúng ta có 10 rương chứ không phải là 8 đâu nha. Ngoài cái một cái rương cố định là work không thì chúng ta đã có thêm 4 rương nữa là 1 2 3 và 4. Như vậy là chúng ta có đó 4 cái.
Thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy nha. Đây là rương đua không của mình này. Ok, mình sẽ bỏ một số vật phẩm vào lấy ra đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở vua một, chúng ta sẽ sử dụng lá xuyệt qua ra cách một nha nhé. Đấy nha, kiểu như vậy nha. Rồi mình sẽ mở cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ phải đợi 21 giây, thông thường là sẽ là 25 hay 30 giây, 30 giây sau khi anh em mở một cái rương bất kỳ. Sau đó anh em mới đợi, phải đợi không được, trong thời gian đợi thì anh em không được mở rương ra và chúng ta sẽ phải đợi. Sau khi đợi đủ 21 giây thì chúng ta có thể mở tiếp rương tiếp theo. Rồi, bây giờ mình có thể mở rương thứ hai. Anh em thấy không? Không có gì hết. Ok chưa? Mình sẽ bỏ cái kiểm này vào. Đây. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có một cái rương số 3, số 4. Nhá, số 2, số 3, số 4 là thêm 3 rương, 3 nhân với hai cái tại sao mình gọi là hai? Đây là một cái và đây một cái nữa gọi là hai nhé nhé, là chúng ta có thêm 8 rương nữa. Rồi giờ anh em muốn quay lại cái rương đầu tiên của chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta có thể nhấn lá xuyệt qua ra cách không như trên màn hình anh em thấy không, thì chúng ta sẽ trở lại cái rương ban đầu của chúng ta. Rồi màn hình thông báo là click way 16 second là chúng ta sẽ phải đợi thêm 16 giây nữa để có thể quay lại trở lại lương. Để quay trở lại lương ban đầu thì chúng ta nhận vị trí 0, 1, 2, 3, 4 tùy thuộc vào cái lương mà chúng ta muốn quay lại. Ở đây mình sẽ muốn quay lại là lương đầu tiên nên mình sẽ nhận là xuyệt qua cách 0 nhé. Rồi bây giờ mình đã quay trở lại lương đầu tiên anh em. Đây anh em thấy không? Rất là dễ dàng. Như vậy là anh em đã phải đỡ mất đi một cái khoản chi phí là bao nhiêu? Anh em đỡ mất đi một khoản chi phí là 500 quy con cho cái việc mua vật phẩm, mở hòm đồ cá nhân cũng như là rương đồ. Thay vì đó anh em chỉ cần làm nhiệm vụ và nhận ba cái vật phẩm, sau đó chúng ta nuốt ba vật phẩm đó và đổi lại nhân vật đó. Cách thức hoạt động của nó là như vậy. Và các vị trí để chúng ta có thể tìm được các cái vật phẩm nhiệm vụ thì mình cũng đã đi làm cho anh em thấy, và có người làm rất là nhanh, có người làm cũng khá là lâu, giống như cái nhiệm vụ số 3 của mình vậy. Nên anh em không, đừng có nôn nóng, cứ làm từ từ. Thì sau khi nhận được nhiệm vụ thì quay về lại nơi PC và trả nó. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình đã có thêm cái mèo cho anh em. Với một số anh em mới bắt đầu server Real Vũ Season 16, cũng như một số server Pratic hoặc là server của IGNC. Và hy vọng là video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em. Và anh em cảm thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh, hoặc là có thể comment ở bên dưới những cái điều mà anh em muốn mình hỗ trợ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.